Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì có mấy bạn hỏi mình về với con cắt ké ha, con kỳ nhông của mình các bạn. Đó thì mấy con cắt ké này thì mình bắt được hôm nay cũng được khoảng một tháng rồi bạn. Đó tháng, tự nhiên tháng hơn rồi. Bữa như mình bắt là đợt lễ 29 đó bạn. Đó thì mình nuôi được một tháng rồi thì cái con cắt ké của mình thì nó cũng đã lột xác được, lột da bạn. Nó lột da được hai lần. Đó, còn bây giờ thì nó đang lột da nè, lột da cũng gần xong rồi nữa nè bạn. Đó, bạn thấy cái phần da nó cũng còn hơi nhét, tại vì mấy con này mình phải chơi nó thường xuyên mà nó nhảy đó, mình phải chơi nó thường xuyên chứ mà mình không chơi nó thường xuyên thì nó nhét mẹ, cứ mà cách mà 2-3 bữa mà mình không chơi nó thì nó nhét. Đó bạn thấy cái phần da nó đang lột nè bạn. Đó thì cái con cái ké này thì mình chưa biết được con đực hay con cái ha. Đó thì chút xíu nữa mình sẽ bắt lên tay mình chơi cho bạn xem. Đó thì mấy con cái ké này thì chỗ mình là kêu mấy con này là con cái ké ha. À, thì có chỗ kia là con kỳ nhông với lại kêu là con nhông rào ha, thì theo mỗi cái vùng miền nha bạn ha, thì mình kêu theo cái vùng của mình thôi. Đó thì cái con cắt ké này thì mình nuôi được một tháng thì cũng khá là dễ thương đó bạn thấy không, rất là lanh nha bạn. Đó nhưng mà mình chưa có biết được con đực, tại vì mình thấy là ở trên phần cổ đó bạn thấy không, đang xuất hiện cái phần gai thì mình đang hy vọng là con đực ha, thì vì cái con đực thì nó sẽ đẹp hơn cái con cái các bạn. Cái con đực thì nó sẽ đổi màu sắc, với lại cái đầu nó sẽ có màu xanh đẹp các bạn. Đó, còn con cái thì nó không có màu ha. Đó, thì cái con đực thì mình sẽ thích hơn. Đó, các bạn thấy nó lanh chanh chưa. Đó, thì mình cũng còn một con nữa ha. Nhưng mà con kia nhỏ thôi, con kia mình bắt sau cái con này mấy ngày à. Đó, nhưng mà hôm nay thì nó cũng đã lớn rồi. Đó, lớn rồi bạn, chút xíu nữa mình sẽ cập nhật cho bạn xem luôn. Đó, thì trước mắt thì mình sẽ quay cho bạn tôi xem con này trước ha. Nó cũng còn khá nhé. Đó, để mình bắt lên tay mình chơi cho bạn xem cái nha. Đây, lên tay chơi. Đó, nhảy. Đó, nhưng mà cái con này thì lâu lâu mình hai bữa mình chơi nó một lần bạn, thì mình cho nó ăn các bạn. Đó thì nó cũng quen với mình, nhưng mà mình không chơi nó quên mình liền các bạn. Đó để mình đưa cái máy gần vô cái này và mình quay cho bạn xem cái dễ hơn ha. Đó đây bạn, mình bắt lên tay mình chơi nữa bạn. Đó thì mấy con cắt két cũng vậy, mình khi mình thuần á thì mình cho nó bò lên tay mình vậy nè bạn, bò tay này chuyền qua tay kia các bạn. Đó bò lại như vậy nè. Đó thì từ nó sẽ quen mình thôi. Thì đối với mấy con này thì mình đã thuần nó rồi, thì mình chơi nó chừng chút xíu là nó quen rồi, nó hết nhảy đó bạn. Đó còn mấy con mà mình mới bắt về thiên nhiên á thì mình chơi nó lâu xíu, khoảng 3-5 phút, có con thì 10 phút ha, tùy theo cái độ tuổi nó già. Đó ngoài thiên nhiên các bạn, nó lì với lại nó nhét người các bạn. Đó thì mình sẽ chơi nó thì lâu hơn mình mới thuần được. Đó như cái con này thì mình đã chơi nó lâu rồi, mình nuôi nó hôm nay cũng được một tháng rồi. Đó thì nó cũng đã quen với mình rồi, nhưng mà nó cũng là lâu lâu mình mới chơi nó thì nó hơi nhét, nhưng mà khi mình tương tác nó nè các bạn thấy không, đó mình vuốt nè bạn, đó nó sẽ quen thôi, nó không cắn mình, nó rất là ngoan, rất là hiền. Đó tiếc cái là mình chưa có biết được con đực hay con cái ha. Đó bạn thấy màu nó đẹp chưa bạn ha, mình nuôi trong nhà sạch sẽ bạn, đó cái màu sắc đẹp chưa. Đó với lại mình nuôi trong cái chuồng mình có lót một ít cái cù bắp đó bạn, nó cù bắp nhìn nó cũng sạch ha, nó cũng bị hôi, với lại có cây co, có cái lũa đó, như là mình có chén nước trong đây nữa. Đó, nhưng mà mình nuôi trong nhà thì mình phải bổ sung cái ánh nắng mặt trời cho nó nha bạn ha. Đó, nếu bạn nào có điều kiện thì cho nó cái đèn UVB, nhưng mà cái đèn UVB thì khá là đắt. Đó, nên các bạn mà nuôi thì các bạn cứ để nó gần cái cửa sổ các bạn, có gần cái cửa sổ có ánh nắng mặt trời á. Đó, ánh nắng một buổi sáng các bạn. Đó thì các bạn đi học hoặc đi làm thì các bạn cứ để đó, ánh nắng mặt trời nó gọi vô á, cho mấy con này nó phơi khoảng chừng tiếng là ok các bạn. Rất là khỏe rồi. Đó. Chứ không cần ánh UVB, đèn UVB thì khá đắt. Mình nuôi con này thì nó đâu có giá trị nhiều đâu, nhưng mà mình lại tốn cái tiền để mua cái đèn UVB thì mình thấy hơi phí ha. Đó các bạn có thời gian bạn phơi nắng thì khá là tốt ha. Đó tại mấy con này mình không có ở ngoài thiên nhiên cũng khá là nhiều bạn. Đó mình bắt mình nuôi thôi chứ không có bán được. Hôm bữa có mấy bạn hỏi mình có bán mấy con này hay không á. Đó thì mình không có bán mấy con này nha bạn ha. Mấy con này mình bắt mình nuôi chơi thôi. Đó vì thiên nhiên nó khá là nhiều ha. Đó bắt mấy con nhỏ nhỏ này về mình thuần các bạn. Đó cỡ này thần là ok nhất đó bạn. Đó cỡ này nhỏ nhỏ gì nè thần là ok nhất, còn nhỏ quá thì mình khó nuôi lắm. Đó mình cũng mới nuôi một bé nhưng mà nó cũng khá cũng khỏe rồi, cũng khỏe lắm bạn. Đó còn mà nó sai mà sẽ to hơn nữa đó bạn. Đó thì nó lì lắm, mình khó huấn luyện lắm, như là mỗi lần mình huấn luyện nó sẽ cắn mình bạn. Đó mà đặt mấy con này cắn thì không sao nha, cắn thì không sao. Đó các bạn thấy cái con này có màu đẹp chưa bạn, vàng vàng đẹp chưa. Đó thì mình nuôi trong cái phần cái cù bắp á, với lại cái cây lũa nó cũng vàng vàng thì cái người nó sẽ vàng, còn mình nuôi trong môi trường nó đen thì nó sẽ đen bạn. Tại mấy con này nó hay ngụy trang, nó phát triển cái màu nó sẽ thay đổi theo cái môi trường bạn. Đó
con này thì mình đã cho ăn dế rồi, dế mồi các bạn, dế mồi, chứ mình không, nó ít ăn sâu lắm, nó mình thả dế mồi vô là nó ăn à. Đó, bạn thấy bụng nó có con dế hôm nay nè, đó trời mình cho ăn là sáng rồi, con dế hôm nay nữa bạn, đó khá là dễ thương luôn hả bạn ha. Đó, cái phần đầu nó đang mọc cái gai nữa bạn thấy không? Đây nè, bên quay gần cho bạn xem xíu, đó đó đây nè, đây quay vào đây xíu rồi. Đó đó bạn thấy không, phần gai bạn thấy không nè. Đó, nếu mà con đực thì nó sẽ có gai nhiều ha, con cái cũng có gai luôn, nhưng mà con cái nó sẽ gai nó ít hơn cái con đực nha. Vậy lại con đực nó sẽ có cái màu xanh trên đầu với lại cái lằn vàng khá đẹp bạn, vàng vàng đậm luôn nha, vàng khè luôn nha bạn ha, chứ không phải vàng như vậy, nó vàng kia đẹp lắm. Đó thì đợt kia mình có mấy con mà con đực á mình chỉ bắt thì nó trưởng thành á, bạn thấy cái đầu đẹp chưa. Đó, nhưng mà con đó thì mình huấn luyện nó khá là lì, nó cắn mình mấy cái đó, nhưng mà mình nuôi được thời gian thì mình cũng thả đi rồi đó, vì nó bự quá, mình mỗi lần mình nó mình không chơi nó, mình tương tác nó bạn, thì mình bắt lại nó là nó cắn mình đó bạn. Đó là mình đi thả nó rồi đó, mình chơi mấy con nhỏ nhỏ vậy thôi nào bạn thấy ok. Đó, sạch sẽ rồi, nó nhảy lên chuồng rồi đó. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi quay tiếp một con nữa ha, con Barbie nhỏ hơn con này đó. Thì mấy cái con này thì mình không có nuôi chung một chuồng được nha bạn ha, thì mấy con này nó có tính lãnh thổ cao bạn, nó sẽ cắn nhau, con to sẽ cắn con nhỏ nha bạn ha. Đó thì mình sẽ nuôi cái con nhỏ nó một cái chuồng khác đó. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cái con nhỏ cho bạn xem luôn, con nhỏ thì bữa nay mình sẽ bắt lên tay cho bạn xem luôn. Mấy bữa thì nó nhỏ quá thì mình chưa dám bắt lên tay cho bạn xem á, thì nay mình sẽ bắt lên tay nhìn chơi cho bạn xem luôn ha. Đó rồi để mình cái con này nó lên cái đũa cái nha, không lên đó, không lên đâu bạn. Đó tại bây giờ mình sẽ lấy cái chuồng cây con nhỏ mình bắt ha. Rồi các bạn ơi, đó thì đây là cái con cắt ké nhỏ nha bạn ha, con kỳ nhông nhỏ ha, bữa thì mình có bắt được các bạn, thì mình bắt nó cách đây cũng gần một tháng rồi đó, mình bắt sao cái con hồi nãy khoảng tuần nữa bạn đó. Nhưng mà khi mình bắt lúc mình bắt cái này nó nhỏ lắm, nhỏ xíu à, thì hôm nay nó cũng lớn lên rồi, các bạn thấy nó đang cũng đang lột da, các bạn thấy ngay phần đuôi không, đó có phần da đang lột ra bạn. Đó thì cái cỡ này thì mình đang cho ăn sâu gạo các bạn, đây sâu gạo mình bỏ vô các bạn đó. Nhưng mà cái con này thì nó nhỏ quá thì mình cũng ít bắt lên tay mình chơi lắm bạn đó, nó nhỏ quá bạn đó, thì hôm nay mình bắt lên tay mình chơi cho bạn xem luôn đó. Thì nó cũng còn hơi nhát cho bạn, nó khá là nhát nha, chứ không phải là hơi nhát luôn á, tại mình ít chơi cái bắt lên tay lắm, lâu lâu mình bắt một lần các bạn đó. Mình sẽ bỏ mấy con sâu đây trước đi, để khi nào nó đói nó ăn bạn, chứ nó thấy mình nó không ăn đâu đó. Mấy con nhỏ này thì tại nó nhỏ quá mình bắt lên tay nó hơi khó cầm bạn đó, nên mình sợ nó bị tổn thương á, mình cũng ít bắt lên tay lắm đó. Mình bỏ mấy con sâu vô trước đi, bỏ nhiều vô cho nó ăn đó. Mấy sâu này thì mình có đang có để mấy cái bột canxi bạn, bạn thấy có trắng không đó, thì mấy con sâu giống như mấy con sâu làm bột các bạn đó, thì nó bò chút xíu, nó sẽ nó lẫn với lại cái bột canxi á, thì cái con nhỏ này nó sẽ ăn ha. Đó nhỏ vậy mình đang cho ăn cái bột canxi với lại mình kết hợp phơi nắng luôn nha bạn ha. Đó khá là nhỏ luôn đó, để mình bắt lên tay mình chơi cho bạn xem cái. Bây giờ này nó không ăn đâu, nó ăn cái giấc sáng không mà bạn, giờ này giấc tối nó không ăn đâu, mình bỏ hờ thôi. Đó đó, mình mới để tay là nó chạy liền bạn thấy, nhát lắm. Đó phóng mình tay liền, chạy liền. Để mình chỉnh cái máy là quay cho bạn xem cái nha. Rồi đây các bạn ơi, đó thì mình đã bắt lên tay được rồi nè bạn. Đó bạn thấy đang cái phần đuôi nó đang lột da nè bạn, đây nè lột da để nó lớn bạn. Đó nhát cái giờ chạy liền nhảy liền bạn thấy không? Đó nhưng mà cỡ này thì thuần là ok luôn bạn. Đó nó không có nhát nhiều. Đó còn khá là nhỏ luôn nè đó, nhưng mà cái cỡ này thì mình hơi khó nuôi một xíu nha, khó nuôi phải biết cách nuôi mới được nha bạn ha. Đó nếu mà không biết cách nuôi rồi nó sẽ bị tèo nha bạn đó, tại vì nó nhỏ về nó tìm cái nguồn thức ăn nó cũng hơi khó đó, với lại mình không phơi nắng nó là nó bị tèo liền bạn, tại nhỏ về nó phải cần cái nắng mặt trời nhiều để nó phát triển cái xương trong người đó bạn, canxi với bạn đó, thì nó mới sống khỏe nha bạn ha. Đó thì bữa giờ mình bắt mình nuôi được một tháng rồi đó, thì em nó cũng khá là ok đó. Ý mới chưa được tháng chứ, khoảng mấy ngày nó mới được tháng, mình bắt con sau con kia một tuần đó, thì cái đầu nó thì bạn chưa có mọc gai ha. Đó này đúng chất Barbie luôn nha bạn ha, đúng chất Barbie luôn. Lúc mà mình bắt thì cái cơ thể nó rất là mềm, mình nghĩ lúc đó nó mới nở được khoảng chừng 1-2 ngày thôi đó. Đó thì đến năm nay thì mới có một tháng thôi đó, thì bạn thấy phần đuôi nó khá là dài nè, nó dài chưa đó, kích thước nó cũng y độ nhảy rồi. Các bạn chờ mình xíu cái, thôi bạn thấy nó còn nhát không, nhảy cái chạy liền thôi bạn thấy không. Đó nhưng mà cỡ này nhỏ thì nó chạy chưa được xa, dễ bắt lắm các bạn đó, nhỏ xíu các bạn thấy không, nó nhỏ hơn cái ngón tay mình nhiều luôn các bạn đó. Nhưng mà mới được con tháng thôi, mình sẽ cố gắng mình chăm đó, chăm cho cái con này nó lớn lên bằng cái con kia ha. Đó thì chắc cũng khá là lâu bạn, tại con kia thì mình nuôi là
mình bắt lúc lúc nó bắt lúc mình bắt được thì nó đã to hơn cái con này rồi bạn, to hơn gấp đôi con này luôn rồi đó, con hồi nãy bạn đó. Thì chắc mình nghĩ chắc phải là khoảng 3 tháng đó, 3 tháng nữa cái con này mới bằng được cái con kia nha đó. Thì mình sẽ cố gắng mình chăm mấy con nhỏ 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 vậy, mình thích nên nuôi mấy con nhỏ vậy nè bạn đó, nó dễ thuần hơn, nó không có lì như mấy con to mình ở ngoài thiên nhiên lâu các bạn đó, thì nó lì lắm nó, với lại mình bắt nó sẽ cắn mình bạn, mấy con to các bạn đó. Nếu các bạn có muốn chơi mấy con này băng mắt bắt mấy con nhỏ 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 lớn con này được thì được thì tốt, nhưng đừng nhỏ cỡ này đó thì rất là dễ thuần, rất là dễ nuôi ha, không có cắn bậy đó, nhỏ xíu xíu đó. Thì cỡ này thì mình cho đang cho ăn sâu gạo, hay như lúc đầu nãy mình có bỏ sâu gạo vô mình quay cho bạn xem á, nếu các bạn có được cái con chọc cào hoặc con chấu nhỏ cũng được, cũng ok ha đó. Thật con chấu nhỏ thì các bạn ra về tiệm chim cảnh các bạn mua chọc cào nhỏ hoặc chấu chấu nhỏ, và tiệm chim cảnh người ta có bán bạn, sáng mà các bạn phải đi sớm thì còn khó, chứ mà bạn ra chơi trễ là hết rồi, tại vì bây giờ người ta chơi chim nhiều bạn đó, người ta mua về cho chim người ta ăn bạn đó, nên cào cào rất là hiếm ha đó, mình ra trễ là hết liền à đó, dễ thương cho bạn ha đó, quen các bạn đó, hết nhảy bậy rồi nè đó. Bạn vuốt 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 nó bạn đó, khi mà bạn chơi nó tương tác với nó thì các bạn cứ vuốt cái phần đầu nó với lại cái phần gần cổ dưới đây nè bạn đó, thì nó sẽ ở đây nó sẽ nằm im cho bạn chơi bạn đó, tương tác với các bạn đó, bạn thấy không, khá là dễ thương luôn nè bạn thấy không đó. Cái con kỳ nhông này chơi không có tốn tiền nhiều ha đó, còn có bỏ tiền ra mua, mình ra ngoài thiên nhiên mình bắt thì mình chơi thôi đó. Rồi thì cái video hôm nay ha là do có mấy bạn hỏi mình về mấy con kỳ nhông ha, mấy con cắt ké nha bạn ha đó, chỗ mình kêu con cắt ké thì mình kêu con cắt ké đó. Thì sau khi mình nuôi được một tháng ha, mình tính là một tháng luôn đi đó, thì mấy con cắt ké của mình thì rất là khỏe mạnh ha, cũng đang lột da để phát triển từng ngày ha đó. Thì bạn nào thích về mấy con cắt ké ha, con kỳ nhông thì các bạn cứ comment cho mình biết đó, thì mình sẽ thường xuyên mình quay cho bạn xem, mình cập nhật cho bạn xem ha. Hoặc là bữa nào mình có đi dịp là mình đi ra ngoài mình thấy mấy con cắt ké thì mình bắt ha, mình quay video cho bạn xem ha đó. Nhưng mà mình bắt mấy con nhỏ thôi, cái con to mình dám bắt bạn ơi, con to nó cắn mẹ đó, với là mấy con to mình bắt về mình khó thuần quá, mình thả hoài à đó đó. Thì bạn nào thích về mấy con này thì bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình quay cho bạn xem đó. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha, mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha, các bạn coi video này thấy hay các bạn cho mình một like nha, và đừng quên đăng ký kênh theo dõi tiếp những video của mình nha bạn, mình tạm biệt các bạn nha.